chuối nữa. Thích thế nhỉ. Ui giời, đúng con dài cưng của mama có khác. Hai cái thằng này làm trò gì ấy? Hai thằng này mày ăn trộm nhà tao đấy à? Mày đi xuống đi, đừng có nhìn thấy nhà tao đẹp quá mà nhìn nó coi. Này, mày thích làm sao? Ôi, cái gì ngầu thế nhỉ? Không, không được ăn cái bữa buffet của anh bốn à? Ừ nhé. Hôm qua mày có được mời không? Anh đi gọi đi. Qua mày có mời không? Hôm qua mày có được mời không? Có bảo đi nhưng mà không, chưa thấy bữa nào có. Đúng rồi, từ quán xa đấy anh bốn. Nhưng mà hôm qua có ai đi không? Không. Hôm qua em thấy anh bốn đi ăn buffet. Anh bốn đi ăn buffet mà không rủ bọn mình. Không rủ bọn mình. Anh bốn thật là ác độc. Hôm qua là anh bốn hứa với mình là đi ăn buffet. Đúng rồi. Mọi người không rồi. Anh bốn là hôm qua anh đi chơi ấy, em thấy anh bốn like một cái bà chị nói xong rồi. À em biết rồi, em biết rồi. Người yêu cũ, người yêu cũ. Này bốn hôm qua gặp đứa nào ấy? Không có đâu. Mày không tin à? Mặc váy tới đây này. Ôi ngắn vậy. Mặc váy tới đây luôn. Mặc váy cũng phải bikini à em? Ừ, 2 giây. À, 2 giây tới đây nè. Đúng rồi. Qua em anh ấy đi chơi mà. Chắc là xịt nước hoa thơm lừng. Hôm nay em không quên không mang điện thoại đấy em, mà mang điện thoại là em cho xem rồi. Tại vì hôm qua em nhìn thấy mà. Em nhìn thấy em muốn quay video lại làm bằng chứng không? Em chụp ảnh lại thôi. Chụp ảnh luôn. Tại vì lúc mày đấy mày cũng là... theo à? Vâng. Mày bực quét. Lúc đấy em đi qua xong rồi em thấy, xong rồi em đi lại xong rồi em chụp hình á. Cái quá, mình buffet cái quá. Mình phải đi kiếm anh bốn để làm gì để mà đòi cái... buffet đấy. Mọi người bị đòi buffet. Mọi người bị anh ấy bịp có cay không? Không. À, ừ cay, quên mất. Cay. Cay. Mấy triệu ấy chị biểu. 6, đi đòi anh bốn. Đi đòi anh bốn cái tiền buffet. Ôi giời. Thằng Sáu bắt đầu biết anh bốn đi chở gái đi ăn buffet là bắt đầu ghen. Ghen. Là vì anh ghen thôi mà. Đâu ai muốn mình thời kỳ được yêu. Yêu thằng ngộ. Đúng rồi, ai yêu thằng bê đê như mày. Ôi giời ơi. Đâu gì đấy. Ui, của Nam Pha. Của Nam Pha. Ui anh bốn. Sao anh bốn lại chạy đâu này? Anh bốn chạy thoát mà. Theo. Ui đi nhanh thế, đi từ từ thôi. Ôi, nhanh thế. Ôi, sao vừa đi vừa bếp còi nữa kìa. Ôi, nhanh lên bảy ơi. Nấp, chúng mày kín kín rồi nha. Ui, anh bốn đi theo con Nam Pha làm cái gì kìa. Đi theo làm gì đây. Ui trời đất ơi. Kiểu lại còn dình nữa cơ. Trộn cái gì ấy. À ui nhầy. Anh bốn như kiểu hơn trộm luôn. Anh em nhà này lại đục chuyện gì rồi. Anh như là thế tại vì á, anh em nhà hay cãi nhau lắm. Cái nhau suốt ngày mà. Bằng tiếng hai anh em mà có thân nhau đâu. Nhanh lên đẩy lên. Nấp đi các em ơi. Nấp đi. Nấp kín vào nhá. Ôi, anh muốn dình ở đây làm gì đây? Ôi dồi, dình đi vào rồi kìa. Ui, anh muốn vào nhà chú Mít rồi. Cứu cái gì mà cứu hai cái thằng kia không rồi anh ấy. Nấp đi. Cặp bé ơi, nấp đi. Nấp đi sao không có cái vụ gì mà anh bốn dình thế này nữa. Ui anh bốn kìa. Tự nhiên anh bốn kìa bọn. Ui em nhìn, tao nhìn thấy anh Pha rồi. Ê, anh bốn. Chị con ếch xanh vô. Anh Pha kìa, anh Pha con ếch. Chia nhau gấu à. Ui nha, là nó xảy con gấu ra đấy chị. Ui ừ. Phát này là anh bốn cho anh. Nó nói cái gì chẳng nghe được đâu. Hay đi lui vào đi. Anh bốn dình án gì kia. Ôi anh bốn hôn hơn cả trộm luôn. Hôm nay anh bốn nhà mình hóa trộm nha. Mất hình ảnh anh bốn quá. Mày ơi cẩn thận nhá. Cẩn thận bốn nó phát hiện nhá. Nấp đi. Mấy cái đứa nì nấp đi. Ôi xe kìa. Ôi anh bốn càng ngày càng tiến lại gần rồi. Này xe.
Hai đứa chia nhau cái xe à? À kiểu ơi kiểu Ừ. Ê, chị có lẽ nào lấy được mới lấy được xe không khoe không? Hay là mới lấy được xe có sai sót gì không ấy? Chắc kiểm tra xem ấy. Ui. Cái gì à? Sao, sao anh Bốn cứ gì vậy? Chúng mày vô duyên vừa thôi, chúng mình đang đi rình đấy, biết chưa? Con gì nó chửi em mi, thằng nó chửi em mi. Mày nói to anh Bốn biết thì sao? Thằng nó chửi em hoa xịn mi, chửi em rắn nhất là con gấu. Đánh anh gấu, ủa đánh con gấu anh Bốn á? Anh Bốn phải điên loạn lên đi. Ủa anh Bốn điên rồi. Không, anh Bốn này, anh ấy có bí mật khác đấy. Anh ấy nếu mà bình thường anh ấy thấy vậy anh ấy xông lên ngay. Hay là anh Bốn đòi cướp là con gấu. Oh my god, chắc là vậy rồi. Ui sao cái này lại ở đây ơi? Cái đồi bê tông à. Ui anh Bốn kìa. Ui anh Bốn kìa. Ui nó đi đâu rồi? Xuống không nhìn thấy đi. Cẩn thận anh Bốn nhìn thấy nha. Cố ạ. Ui nó chuối kìa, nó có chuối kìa. Nó mang chuối ra kìa. Nó chia chuối không cho mình ăn. Tệ quá, tệ luôn. Chị ơi. Ừ nhỉ, quên mất. Cái chuối nhưng mà chuối đây chuối dở lắm. Anh Bốn đi vào rồi. Đi lên bốc ngơi em ơi. Đi vào cái chỗ anh Bốn vừa nắp lúc nãy. Ôi anh Bốn định làm trò mèo gì đây? Nắp chưa? Chị ơi nắp đi. Ta nắp rồi. Nắp chưa? Nắp kín rồi nhá. Thôi mày đến làm gì vậy? Làm gì mà lại đến làm gì? Đến em chơi làm sao? Chơi. Ăn cơm. Đi ngay chơi với anh đâu mẹ. Đi mẹ đi. Ở đây làm gì? Anh đến làm gì? Anh đến làm gì? Mơ, anh đi ra đây. Đi ra đi. Đi xuống. Rồi xem tí rồi sao? Ôi, hai anh em nhà này tương tàn rồi. Ôi, mất rồi. Anh ơi, đây chỉ một tay cầm gió thôi chứ gì. Đánh nhau rồi, hai anh em nhà nó đánh nhau rồi. Đánh đi, đánh cho anh Bốn tới bời đi. Ôi, đánh, đau thế. Ôi, Anh Bốn làm vào cứt gà. Ừ, cũng vào cái lộ đến hèm rồi. Nó được đá đánh dữ nhỉ. Hai anh em nhà này á, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Mang tiếng hai anh em. Nó thì mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh này đâu. Không thấy rồi á. Ôi trời ơi, anh mới trả em này. Anh này, một ếch hôm nay cũng bạo lực thế nhỉ? Ôi. Anh này, Bốn tôi sát thế vào để hai thằng hoa đi trốn ra. Nó cứ đầu anh Bốn nó ấn rồi. Ôi dồi. Anh này thì anh này. Ê Sáu ơi, hôm nay mình không bảo vệ em.
Lêu lêu cổng đi chạy luôn rồi. Ê, vừa có chuyện gì vừa xảy ra đây á? Chuyện gì đâu? Ôi, chuối này đâu hả? Chuối à? Đúng, chuối này đâu? Đâu? Chuối đâu? Đâu, nhưng mà vừa nãy có chuyện gì xảy ra đấy? Kể chưa? Ừ, kể đi em. Vừa rồi ấy. Mọi người đến đây, mọi người giúp em, bố chạy không? Ủa, bỏ à? Anh ở ngoài kia, anh đang đi đá ngoài kia, thế thì anh bố chạy qua. Anh đấy, anh bố. Sao anh nhảy? Anh đến đây. Anh cướp xe của em với lại. Oh my god. Anh bố hèn về luôn. Đúng, nhưng mà may quá là bọn em khỏe, bọn em đánh được lại anh bố. Ủa, em bố hèn nhỉ? Anh thua với em á. Ừ. Đúng rồi. Này Sáu ơi. Ôi, anh bố sắp lấy vợ rồi mà còn hơn thua với em. Trời không tự. Này anh bốn của mày, mày xem xét lại, không nên kêu anh bốn đấy nhá. Có cái xe với con gấu mà mày đi cướp, mà cướp của em gái mình. Thế tệ không? Em tệ lắm, anh bốn tệ lắm, anh bốn tồi lắm. Quá tồi luôn. Hôm qua anh bốn không có ở nhà đúng không? Hôm qua anh bốn đi chơi với gái đấy. Đúng. Thế mà em cũng biết. À đúng rồi. Em qua bữa cái cô mà mày hứa của anh thì thế nào? À đúng rồi, đúng. Còn cái câu hôm qua em hứa ấy. Bây giờ chúng mình phải có kế hoạch. Ừ, kế hoạch như nào? Mình cướp con gấu này đúng không? Đúng. Thì anh bố sẽ nghe lời mình đúng không? Đúng. Anh bố sẽ bị đe dọa. Lợi dụng con gấu này. Đi. Lại lợi dụng tiếp á? Ui, khổ thân con gấu nhỉ. Mình làm được cái gì đâu, mình bé tí ngay. Rồi, bảy to đúng như thế. Bảy to đấy, Sáu ơi. À ừ, đúng rồi, anh bảy đứa đó. Sáu mình dễ dàng lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Anh bố là phản bội dễ dàng lắm. Đúng rồi, bảy thì anh bố nên là... Ngơ, không biết được. Hay là chúng mình cho Sáu ra khỏi cái kế hoạch này của mình không lộ đấy. Biến đi. Mẹ đồ ăn của anh đâu? Đồ ăn á? Anh đâu? Mày làm gì có đồ ăn nào? Lúc ăn thì em cho ăn nhưng mà anh biến đi, anh không được nghe kế hoạch của em. Đúng. Thằng Sáu kiểu gì nó cũng đi khoe với anh bốn luôn. Đúng rồi, kiểu gì anh cũng đi khoe với anh bốn. Đúng rồi, những cái lần mà mình lộ kế hoạch ra là có thằng này nào. Đúng rồi, anh nói đi. Cho nên là cái là ngày mình bê lê, vừa vãi rồi. Cho nên là mình nên cho nó ra khỏi cái hành này rồi mình tính đấy, tiếp. Anh bảy đấy đi. Đúng rồi. Đi em biết cho anh ăn nhiều. Anh đã ăn nhiều hơn đúng không? Đúng, anh đẩy đi, anh đuổi đi. Sao mày yếu vậy bảy? Đi đi. Đi đi, đi đi. Sách đổ đấy. Kéo vừa thôi. Ăn thì ăn hết đi, ăn thôi. Thôi bây giờ em nói kế hoạch gì đi. Bây giờ trong con gấu này. Ừ. Mình đe dọa anh đấy. Mình đi đến đúng cái nơi hôm qua luôn. À, cái chỗ hôm qua anh đe dọa xe em đúng không? Mình vứt con gấu này xuống cầu. Không vứt, mình đe dọa. Mình đe dọa như nào được? Xong rồi, nếu mà anh đi không đưa tiền rồi mình vứt ra luôn. Anh hiểu kế hoạch của mày rồi, thì ra là mình lấy con gấu này vứt cả xe xuống rồi chị. Tống tiền của anh bố đúng không? Đúng rồi. Vãi cả trường. Ừ, sao em bé mà em có âm mưu thâm độc vậy? Quá tuyệt vời. Anh ơi, em tuyệt vời. Bây giờ đầu tiên là phải mang con gấu ra đúng nơi quy định đã rồi. Cần bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu tiền để mình... Ê, mình làm mua buffet thôi. Một tí. Một tí. Million. Ê, được. Ê, đúng rồi. Anh đấy có tiền trong lợn, anh ấy để dành anh nó. Ê, mọi người ơi. À, thế để mình... Để dành cho gái. Đúng rồi, để dành đến vợ ấy. Ừ. Lấy cái khoản tiền đấy, mình không lấy tiền tiết kiệm kia của anh ấy. Đúng. Đi. Anh em ơi. Ê, nhưng mà anh đã. Anh cứ đây, anh làm cũng thầm kế hoạch của anh em ra. Mày điên à? Anh đừng cắm luôn. Đi thôi. Ơi, anh cầm nốt này. Hôm nay anh không muốn về à? Nói tôi chắc em chết mất. Bây giờ phải cho một người đi gọi anh bốn chứ đúng không? Để em gọi chưa? Mày đi gọi anh bốn đi. Chứ bình tĩnh, mình ra đấy mình gọi sau cũng được. Ừ nhầy. Vai đi riêng cũng được. Nhưng mà gọi một tí, mình còn kịp ra chứ. Cái mình anh đi riêng rồi, anh bốn chạy anh đi chặn đường sao? Gọi điện là được mà. Gọi điện. Gọi đâu? Đến đây gọi điện đi. Vậy đi gọi điện đi. Gọi điện là được. Đi. Đi bộ thôi à? Đi. Đi bộ. Xe pháo gì rồi này? Em là thằng đầu sỏ đấy, em phải nhắc. Đi lên. Hai cái đứa kia. Nhớ mà, nhớ cái cổng đấy mà. Đi em ơi. Anh lấy xe đi.
cái cống tình yêu ấy, đúng không? Đúng rồi, cống tình yêu của hai anh chị ấy. Nhưng mà chia tay rồi. Anh chị chia tay rồi, đừng có nhắc tới nữa. Đi đâu? Ai cũng có người mới rồi. Đi nhanh. Ôi, đun nhau vậy nữa. Ui giời, chịu rồi. Ôi, ở đây thôi. Ừ, được rồi. Ê, bây giờ một đứa phải đi gọi anh bốn. Chị Mai đi gọi đi. Chị Mai đi gọi đi, gọi điện có nghe đâu. Em không mang điện thoại đâu. Đi gọi đi, mày chạy đi gọi đi. Ôi. Cái gì? Ăn không? Cứ đi. Đi tìm đi. Anh bốn ở nhà, anh bốn ơi. Ngu vậy. Nhà đấy đi. Ôi trời ơi. Chắc có bút kê ăn rồi. Dìa dìa dìa. Dìa dìa dìa. Nhảy lên thôi. Chắc có bút kê ăn rồi. Đó đi bà ơi. Lắc mông đi. Lắc mông đi. Chắc có bút kê ăn rồi. Còn đang đi sao? Bị cắm sừng, thằng này bị anh bốn cắm sừng. Mày bị cha ra cắm sừng. Anh có muốn ăn đâu, anh lắc mông đi. Lắc mông đi. Anh cho em bút phê rồi nhá. Đang xem truyền hình thế giới động vật. Yo. Đây là chó, đây là mèo. Ta là mèo, ta là mèo, đây là chó. Đây là khỉ gột. Mày điên à? Đây là người, đây là khán giả. Mày là chó. Bạn chuối không? Em có à, cho xin quả. Anh phải lấy quả là chín rồi cơ. Quả là chín rồi, nó đỡ rồi, 1, 2, 3. Ủa, đỡ được luôn. Ủa, tất cả vì ăn. À, rồi mất tích ngu. Mày ngu, mày qua ngu, có quả chứa quăng không thành thân. Chịu rồi. Con chó của em huấn luyện giỏi quá. Quả này em nó mở, nó có chín đâu à. Anh đi xuống đi. Chặt ngon. Anh ở đây, đi xuống. Ôi, lên đây đi. Lên đây gió lạnh lắm. Anh hai, hai. Chị đây, em nói một, đi xuống. Tận hưởng cái cảm giác mà đi ăn với con không ngày xưa ấy. Kệ mày chứ, hôm nọ tao không tỏ tình ở đấy rồi. Đi tỏ tình à? Ờ, đi tỏ tình với anh bốn đấy đấy. Thấy có cô anh Lưu thiện niệm không, hạnh phúc không? Hạnh phúc, tuyệt vời. Biến ra đi cho mày ôm tao thì đi. Các mày đặt ôm nhau đồ thứ. Con tim vương vàng. Con tim vương vàng. Người dám cho đàn chuối xanh, ngươi sẽ phải nhận hậu quả xứng đáng. Nhưng cái đáng quá. Ngươi sẽ nhận lại hậu quả của anh bố nha. Đánh luôn. Cái gì? Ô, anh bố đến rồi. Anh bố đến rồi. Yeah. Anh vừa gặp mày sao mày lại không phải không gặp à? Anh vừa ok. Sao? Anh vừa gặp nó xong à? Anh bốn à, chào vào đây bất gấu. Ai chào vào đây bất gấu? Anh điện lại đi nào. Mày muốn về đi lại nhỉ? Đi lại nhé. Anh đi đi. Làm gì có chìa khóa mà lấy. Leo. Mày bảo vậy. Anh Bốn, em có video anh đi
anh chơi, đi chơi mày với ai? Mày không biết được rồi. Không, anh chạm vào đây bắt gấu. Thôi, vứt xuống, vứt xuống. Nãy anh biết anh mà chạm vào đây nhát, em vứt gấu. Bây giờ anh muốn gì với mấy rẻ gấu vậy anh ơi? Em đã bảo rồi. Anh ra kia anh lắc mông, anh nhảy múa các thứ luôn đi. Các thứ. Thôi anh không biết rồi. Anh nghe lời em nó đi. Anh chọn đi. Tình nghĩ anh em có chắc bền lâu. Anh có biết không? Em đã cho anh sự lựa chọn là cho anh là anh của em đấy. Đúng rồi. Rồi mày. Mày vừa phải thôi. Hôm qua anh mới giải xe cho mày. Rồi mày còn thái độ à? Với thời tiết âm năm độ này nhảy xuống nước tuyệt vời. Trêu đùa em. Đi anh xin mày ơi, mày trả gói cho anh đi. Em cũng còn xin anh lắm cơ mà. Hôm qua em cũng là anh cơ mà. Mày xin mày thật mà. Không. Đi. Làm theo em làm theo em không là bất gấu. Rồi. Mày muốn đi gì? Lắc bông nhảy đi. Ra kia nhảy ướt leo đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Lắc không đi. Anh lắc không đi. Anh Sáu ra nhảy đi. Anh phải kéo cả anh Sáu ra nhảy. Anh chịu với anh. Việc của anh với anh về đó mà. Anh phải kéo cả anh Sáu ra. Anh chịu. Không. Không kéo ra là em không trả. Thả gấu. Anh Sáu, anh có muốn anh bốn của anh bị hành hạ không? Ra anh ra anh chạy với anh bốn đi. Ra anh bốn ra chạy với đi ơi. Vì anh bốn Sáu có thể làm tất cả. Trả gấu anh ơi. Sao không đủ nhảy đâu anh bảy nè. Trả gấu anh đi về anh mua quà cho bạn. Vâng, toàn người nói dối. Anh toàn người nói dối. Bốn nói thật mà anh nói dối bao giờ đâu. Anh toàn người nói dối bay thôi. Rồi. Anh bốn ơi, em nghĩ là anh nên nhảy đi. Không thì con bé nó bắt gấu thật đấy. Ra bạn, anh chạm vào rồi. Ôi anh nhảy đây, ôi nhảy đi anh. Nhanh lên. Anh ra giữa đường anh nhảy đi. Kéo cả anh Sáu ra, em cho anh 5 giây. Anh chơi gì? 5 giây. 2. Kéo cả anh Sáu. Anh chạm sang đó đâu, ra thì kéo ra được. 4 5. Em cho anh cơ hội nữa, nhanh lên. Được có nói cái việc của anh đó mà anh kéo được cho em, mày đi gió à? Anh Sáu, anh có thích anh bốn không? Thích thì ra làm đi. Đừng nhớ, trả gấu cho anh đi. Nhanh lên, tối rồi. Tối rồi, ra đi, nhanh lên. Eo ơi, gió lạnh lắm. Sáu đã chạy với anh đi. Anh chỉ làm sao được mày đó. Sao anh cứ ngang bướng vậy, anh nhảy đi thì có mất cái gì đâu. Bây giờ anh nhảy ở đây, bao giờ có người đi qua được. Anh chỉ cần khoác vai thằng Sáu như thế này nè, cho anh nhảy. Bỏ ra, trả gấu cho anh đi. Mày có trả gấu không? Không. Em, anh xin mày, trả gấu cho anh đi. Anh bốn xin mày kia. Ôi, cái gì nhỉ? Em. Bạn có biết người này không? Tôi không. Oh my god. Anh bốn ơi. Tay như thế này này, cầm thêm nải chuối nữa. Em không anh chấp nhận lời đấy. Em không chấp nhận kiểu đấy đâu anh bảy ạ. Mày muốn cái gì? Em đã bảo là em muốn anh Sáu nhảy ra đấy cơ mà. Anh cứ nói nhảy đi. Thế bây giờ nhá, em cho anh một điều cầu bé hơn. Nhảy đi. Chị Mai, bỏ ra không thì đồng với anh Sáu để em đi ra. Mà nói đi. Sân khấu này cho anh Sáu em muốn. Bây giờ khiêu vũ lại đi em. Ừ. Anh kêu vũ kêu gì nữa mà mày đó à? Kêu vũ đi! Kêu vũ rồi đấy! Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ anh kêu hết rồi! Nhanh lên, tối anh rồi! Tối rồi! Rét lắm! Ở đây rét mướt mà có con gấu không? Ôi mày! Chịu gió hơi đi kinh khủng đây! Đây, gió giật cấp 5, có 6, có 7! 12 ấy! Nhanh lên! Bây giờ nó không nhảy đi! Anh bỏ! Anh đôi ra được! Thôi nhảy vậy nó mới vui! Kêu vũ cơ mà. Kêu vũ đi. Sao được em sợ. Anh có làm không? Anh. Thả gấu. Anh làm gì? Nghi thức. Thả gấu. Nghi thức tạm biệt. Chú gấu. Ôi, ôi trả gấu anh đi. Anh xin mày, anh năn nỉ mày, anh cầu xin mày. Anh xin mày. Thôi anh bốn xin rồi, anh thôi, tha cho anh bốn đi. Anh đang phản bội em hả? Anh không phản bội. Anh có muốn tới đây ăn buffet không? Ủa, mày muốn cái gì? Tối em muốn ăn cơm. Ôi, đừng thả gấu của anh mà, anh xin mày đây. Thả thôi. Mày muốn cái gì anh cũng làm, mày muốn cái gì anh cũng làm. Làm đi anh, làm đi anh.
Làm cái gì bây giờ? Nhanh! Kêu Vũ với anh Sáu, nhanh lên. Anh Vũ kêu Vũ đi. Anh kêu Vũ đi. Có kêu Vũ được, anh kêu Vũ đi. Nhanh lên, hôm nó thả gấu anh ơi. Sáu ơi, bốn ơi, kêu Vũ đi. Kêu Vũ giữ ánh đèn này này. Đi lại ánh đèn này kêu Vũ này. Ánh đèn. Lại ánh đèn kia, lại sân khấu. Lại sân khấu. Ánh đèn kia kìa. Đấy, rất nhau lại ánh đèn này kêu Vũ. Nhanh lên, Sáu ơi. Nhanh lên. Anh lên không mất con gấu. Đây, nắm tay nhau. Tay nhau. Bay này. Nào, nào, nào. Ê, cha cha cha. Đấy, chị xoay một vòng đi. Ôi, mày giúp anh đi chứ anh không lấy con gấu đâu. Đấy. Thôi được rồi. Nào, 2, 3, bắt đầu. Kiêu Vũ, Kiêu Vũ, Kiêu Vũ. Ôi, đi ra, đi ra, đi ra. Ôi, tay nhau thật lâu. Vâng. Ê, kêu Vũ này chả gấu cho anh kia. Ngã vào lòng nhau nó đi. Né né nó. Ồ, đúng rồi, được rồi. Oh my god. Lợi dụng đây gì. Được rồi, chả gấu cho anh đi. Anh Sáu phải ngã vào tay anh bé cơ mà. Vai chứa mặt bất. Làm lại. Vì con gấu anh bốn ạ. Tất cả vì con gấu. Đáng. Ôi ba ơi, chả gấu cho anh đi. Ôi dồi, đất ơi. Đỡ rồi, đỡ rồi. Ôi. Được rồi, xin mày đi. Anh cậu xin mày đi. Anh tiếp tay anh lại mày. Chưa là đeo cậu, anh cậu có nẹo quá. Lấy lại. Bắt giấy em cậu. Rồi, em ơi, tha cho. Ôi, xin đi. Ôi, lấy lại đi. Thôi, em tha cho anh đấy đi. Tối rồi, lạnh lắm. Em có cứ khái niệm tha đấy làng vậy đâu. Tha đi. Em muốn cái gì thế? Anh em nó bảo là em muốn anh với anh Sáu kêu Vũ đến bao giờ đạt yêu cầu của em thôi. Ôi giời ơi, cái bao giờ thì đạt yêu cầu? Yêu cầu của mày như thế nào? Anh kêu Vũ đẹp lắm cơ mà. Anh có biết kêu Vũ kiểu gì nữa mà đợi đi lắm. Anh kêu Vũ đẹp. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi giời Sáu ơi, nhanh lên giúp anh bốn đi Sáu ơi. Anh bốn đi nhanh lên. Trời đất ơi. Ôi, những hình ảnh thật là đẹp, tuyệt vời. Đang cười gì nữa? Anh phải có cảm xúc chứ. Người ta kêu Vũ, người ta phải có cảm xúc. Người ta kêu này mới đe dọa con gấu anh nữa, cảm xúc nữa. Ôi giời. Anh lấy cảm xúc đi. Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lâu. Oh my god. Ôi trời ơi. Anh phải xin mày đi. Hết giờ rồi, tối rồi. Đâu? Ở đây, rồi làm lại đi. Làm lại cho nó đi, nhanh lên. Nhanh lên nào. Phải bay đây. Rồi, ôi. Ôi ơi. Xoay vòng đi. Ngã kiểu đó. Đây. Đây, ôi rồi. Nào, trái tim đi, nhanh lên. Ôi, ngừng mắt lên chút. Trời đất ạ, phí thế. Chị mà hết cả gói của anh đi. Ôi em ơi. Chị... Được rồi. Tôi đau đớn. Ôi anh sao anh đến khóc rồi. Anh kêu Vũ đi. Bây giờ nha. Tối rồi. Được rồi. Anh ơi. Bây giờ nha. Anh nhớ một bản nữa thôi. Anh nhanh lên tới. Nào, để anh bỏ anh tới. Để anh về anh bỏ anh nào. Bốn anh ra ra kêu. Thôi kêu Vũ bảy một bản nữa rồi nó chả. Nhanh lên kêu Vũ bảy một bản nữa rồi nó chả bảy ra giúp anh tốn đi bảy ơi. Cười lên anh ơi. Đấy dưới ánh đèn sân khấu chúng ta là của nhau. Oh my god. Hết hơn. Hay quá. Hôm nay chúng ta vui. Anh cười lên nào. Đã.
Ôi thả gấu cho anh đấy rồi đi về, lạnh lắm em ơi. Thả đi em ơi, thả xuống anh đấy. Ôi ôi, niềm hạnh phúc của anh bốn khi bé được con gấu. Bốn thơ, mày nhớ đi bạn anh nhá. Ôi ôi, tính anh em mới trả gấu. Mày nhớ đi. Ôi ôi, bé xe.